chiếc phương áo màu ra của Yếm này siêu dễ phối đồ đông trang nha cả nhà ơi. Em phối chân váy này, quần dài hay quần đùi hay quần hai lớp gì đều ok là hết cho em nha cả nhà ơi. Hôm nay đang có deal sốc cho em nha cả nhà. Bình thường em này 320 hôm nay về giá sập sàn luôn. Đang còn đủ màu đủ size cả nhà, nhanh tay chốt đơn cho em này. 320 hôm nay chỉ còn là 270 thôi cả nhà ơi, 270.000 một chiếc. Đặc biệt combo deal sốc 2 cái 449.000 kèm luôn theo mã phí ship. Nhanh tay comment cho em là mã R7 kèm màu kèm size kèm theo xuân hoạt có đơn nha. Áo này có mút sẵn nha cả nhà ơi, có thiết kế mút sẵn này. Áo ra cổ Yếm ở đằng sau em nó này. Đó, nhú lưng cho em, tại hiệu ứng cái lưng mình rất là mạnh luôn cho em. Em có sao cho các chị từ 40 tới 65kg là mặc vừa cho em nha cả nhà. Rất là xinh luôn. Chiếc vải này polypha với spandex không bay, không xù, không nhão, không nhăn và không bốc màu cho em. Các chị nhận hàng về kiểm tra hàng thoải mái nha cả nhà. Đây em về cho cả nhà màu cam tươi này. Cam tươi em này màu xanh ngọc. Em này màu xanh neon nha cả nhà. Em này là màu rêu. Em này là màu xanh pastel. Em này là màu trắng tinh này, em này đang cháy màu cháy xanh, nhưng cả nhà nhanh tay chốt đơn cho em nhé cả nhà. Đây, em này là màu bơ và em này là màu đỏ nha cả nhà. Có size từ 40 tới 65kg mặc vừa cho em nha. Chị Mỹ Quỳnh ơi, 1m6 mà 58kg cho em size L đi. Nhưng hàng về các chị thấy hơi rộng hơi chật, muốn tăng size giảm size cứ liên hệ cho nhà em, bên có hỗ trợ đôi size cho cả nhà nếu không vừa hoặc là không muốn ý luôn. Em có tặng kèm mút nha cả nhà. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Đó, rất là xinh luôn cho em. Nhanh tay trên kia đi này, bao nhiêu cả nhà ơi? 320 hôm nay về giá cho cả nhà là 270.000 một chiếc combo 2 cái, bao nhiêu ạ? 449.000 kèm luôn theo mã phí ship. Nhanh tay comment cho em là mã R7 kèm màu kèm size kèm theo xuân khởi sẽ có đơn nha.